Mẹ thiên vị đứa em và tui kiểu. Quét nhà xong thì đi nấu cơm đi nghe chưa? Thế cái Lung Linh nó không làm gì à mẹ? Sao toàn con vậy? Con là con ghẻ của mẹ rồi. Chị lại tị con kìa. Con mệt quá. Thôi mẹ thương. Làm đi, không biết thương em. Lại chiêu trò, thấy ớn à? Nhà người ta cũng có em, mà em nhà mình lạ ghê ta. Thủy búp bê của mẹ, nay ăn gì để mẹ mua? Ăn bánh đi con. Chị nghỉ ngơi đi, để em làm đỡ. Em nấu cơm cho, quét nhà nữa. Hôm nay lạ lạ sao ấy nhở? Có cái gì sai sai? Mẹ đi mua vịt quay cho gái rượu của mẹ nha. Hóa ra là mơ à? Thảo nào.